chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một quận trường cấp 3 ở Canada, đó là trường quận trường Ottawa Catholic School Board, nằm ở thủ đô Ottawa, bang Ontario. Về vị trí, thủ đô Ottawa có dân số khoảng 995.000 người và điều kiện nhập học ở quận trường là chấp nhận từ học sinh lớp 9 đến lớp 12. Điểm nổi bật là đào tạo về các công nghệ trong ngành và kỹ năng về thương mại, về học thuật thì học sinh quốc tế chiếm khoảng 5% và lớp học khoảng 25 em trên một lớp học. Về thông tin về quận trường này được thành lập vào năm 1800 và tọa lạc ở thủ đô Ottawa, bang Ontario. Ngoài những năm môn học ngoại ngữ thì chương trình hỗ trợ chương trình tiếng Anh ESL, học sinh còn có cơ hội đăng ký rất là nhiều môn học, có những cái tay nghề cao dành cho những học sinh có mong muốn tập trung vào các con đường sự nghiệp và phù hợp với kỹ năng và sở thích tài năng của bản thân. Về cơ sở vật chất thì trường đã hoàn thiện hết toàn bộ cơ sở vật chất, bao gồm các phòng về nghiên cứu công nghệ, xưởng nghệ thuật, phòng sản xuất âm nhạc, phòng khiêu vũ, thi đấu, xưởng nhiếp ảnh và nhà nguyện. Về thể thao và nghệ thuật, học sinh tại quận trường Ottawa Catholic School Board có thể chơi rất là nhiều môn thể thao, bao gồm các môn thể thao mềm, nhẹ nhàng cho đến các chương trình thể thao cấp độ cao có tính cạnh tranh cao. Và ngoài ra học sinh có khả năng phát triển về nghệ thuật như là các môn khiêu vũ, kịch nghệ, nghệ thuật truyền thông, nghệ thuật về thị giác và có thể tham gia các môn nghệ thuật ở bên ngoài trường để phát triển khả năng cũng như là niềm đam mê của bản thân. Về các môn tùy chọn ở trong trường thì với các môn ngoại ngữ là gồm có tiếng Trung Quốc, tiếng Ireland, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc và tiếng Ba Tư. Về nghệ thuật thì có nghệ thuật căn bản, nghệ thuật khiêu vũ, nghệ thuật truyền thông, âm nhạc và nghệ thuật thị giác. Về chương trình chuyên biệt có các khóa học về tín chỉ kép, các chương trình tiếng Pháp, các chương trình đào tạo cây tây nghề cao, các ngành quản trị nhà hàng khách sạn và du lịch, các ngành truyền thông, các ngành tư pháp, các ngành phi lợi nhuận thể thao vận tải. Về thể thao thì học sinh ở đây có thể tham gia các môn như là bóng rổ, bóng bầu dục, bơi lội và nhiều môn nữa. Về chương trình hỗ trợ tiếng Anh thì có các chương trình đào tạo tiếng Anh từ căn bản đến nâng cao. Đây là toàn bộ thông tin về quận trường Ottawa Catholic School Board. Và nếu các bạn muốn biết thêm những cái thông tin về du học, các bạn có thể lên trang web của trường hoặc là các bạn có thể lên trang web của công ty du học IDC để được tư vấn kỹ hơn và có thể tham gia hoặc có thể liên hệ với số điện thoại 0938 631 299 hoặc 0905 454842 để được tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.